Ngày 6 tháng 12, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến tặng hoa chúc mừng Hội cựu chiến binh huyện nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, 6 tháng 12 năm 1989, 6 tháng 12 năm 2023. Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện trong việc phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Tuyên Hóa ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến tặng hoa và chúc mừng Hội cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, 6 tháng 12 năm 1989, 6 tháng 12 năm 2023.